hai đứa là mấy đứa nào được biết sao không? Cái đấy gọi là chị dâu hờ đấy, chị dâu hờ. Công viên nhà hát của chó. Công viên của những giấc mơ. Ok các bạn, để trực tiếp cho anh hiệp đấu thứ hai giữa đội tuyển. Gento và Canto FC trong khuôn khổ vòng đấu thứ hai của bảng A giải bóng đá Việt Nam tiến lên. Ủa lại thay bình luận viên rồi. Hiện tại thì đội Real Toama đang dẫn trước với tỷ số 2-0. Một kết quả rất có lợi. Pha phá biên rất là hay của đội tuyển FC Canto. Ông trọng tài chính ngày hôm nay, ông trọng tài người Uruguay Luis Suarez. Hai đồng hai ông trọng tài biến ngày hôm nay là ông Phạm Chi Dân và Nguyễn Văn Tiến. Như chúng tôi biết thì đội bóng Real Tokyo là một trong những đội bóng có nền kinh tế cũng như truyền thống rất lâu đời ở Nhật Bản. Và chúng ta trở lại với SCB trở lại với hiệp đấu thứ hai của trận đấu giữa đội tuyển câu lạc bộ Uruguay FC và New Home FC. Ở trận đấu ở hiệp đấu thứ nhất thì đội tuyển câu lạc bộ Uruguay đã có chiến thắng 1-0 cho công của số 10 Phan Văn Toàn. Anh đến từ mảnh đất những người con cổ thị. Ra vào sân rồi. Uruguay trong trận đấu ra quân để thua với tỷ số 3-0 nhưng với 3-1, xin lỗi quý vị. Nhưng với trận đấu thứ hai này, quý vị tỏ ra rất quyết tâm và đã có một bàn thắng được ghi trong hiệp 1. Bây giờ là một pha vật ngay vạch bờ sân 30 rất nguy hiểm. Sâu vào. Một pha đá phạt nhanh và xong. Một pha tổ chức đá phạt nhanh nhưng rất may là không có bàn thắng được ghi cho đội tuyển Uruguay. Hello. Tránh vào sân vừa đấy. Ra vào đường biên nào. Đóng quay. Thế trận hiệp 2 này thì New Home FC có khả năng là tấn công rất mạnh. Anh em Uruguay cố gắng thủ nhá. Anh em Uruguay cố gắng lên. Yeah.
đứng lùi xuống đi. Trời ơi trời. Chạy 5 vòng sân mà vào em. Anh cầm em cái điện thoại anh. Còn 13 phút nữa anh. Hay. Tao đấm bỏ mấy em bây giờ. Sao tao thôi. Anh em bên mình có ai mệt không? Tầm này không mệt đâu. Thank you.
đứng lùi xuống đi cho coi phim tác nghiệp đi. Thực ra nó mặc cái quần kìa. Anh thì có đấy, anh Việt vị còn đâu mà anh. Đấy ơi, trường sớm không. Chạy. Chân thì sao không, Tuấn? Kêu anh phạt. Này anh Tuấn là ghi bàn, đây. Gương mặt thì là ghi bàn, quay vào đây. Tối nay về anh em sẽ giới thiệu người yêu cho anh Tuấn. Gu của anh Tuấn là nhỏ nhắn xinh xắn nhưng mà muốn à cái dâm hơi dâm. Nói chung là nhưng mà phải dâm. Nói anh Tuấn là phải dâm mới thích. Dâm mới thích. Ờ phải dâm mới thích. Nhưng mà điều đặc biệt quan trọng là ngực phải to. Chết chà, tầm 80 đang phát trực tiếp trên sóng này. Nói này chết. Tao thấy clip là toàn mày chửi thề. Ừ. Ba quả. Mẹ cái thằng Giang kìa, mày còn kia ơi. Nó mà còn như thằng Trường. Nhìn đến đây. Còn em này, không chung tay chuẩn bị đây. Chung tay. Giang ơi, quần cao lên tí nữa em ơi. Anh Tuấn đây. Chưa quyết cơ đấy mày ơi. Thằng kia chạy sau mà. Ủa, thằng bắn chạy luôn mà, ông cũng chạy cũng là việc gì rồi. Nhưng anh có chạy bóng, chạy bóng đâu. Ờ, nhưng anh chạy chỗ là anh bị còn tí nữa. Anh Huy ơi, anh Huy. Bóng. Dữ nhiệm em ơi, mình đang thắng, dữ nhiệm từ thôi. Quyết này. Gì đây? Gì đây? Tốt. Tiếp. Căng luôn. Mệt rồi. Tiến này. Ôi.
có ý đồ đấy. Anh béo rồi. Ông đứng đấy làm gì? Quay được quả đấy rồi đấy. Thủ môn ném biên kia. Ai ném biên chẳng được em. Có mấy phút nữa rồi em? 2 phút. 2 phút là hết á. Anh vào anh tẩy tí nhỉ. Ừ, vào đi. Quang Trung nha. Cả bù giờ nữa là 3 phút. Quang Trung nha, Quang Trung. Rồi anh Dũng chạy đi, Dũng chạy đi. Chạy. Yeah, cánh kia em ơi, quên kìa. Đèn ơi. Anh Thành người anh ơi. Thành người, Thành người. Chung ơi, chung ơi. Em về làm. Anh Chu. Thôi thôi thôi. Anh nào luôn đây anh ơi. Ông đi xuống này cho tôi quay. Bây giờ huấn luyện viên vào rồi thì ta phải vào chứ. Vào đứng bên này. May mà anh đã sân 9 chạy sân 11 là mệt nữa. Không đá được, đá thế được. Có một pha kiến tạo cho Tuấn ghi bàn gì nữa. Tiến cánh, Tiến ơi, chạy về cố nghe.
Việt vị rồi. Sọc xuống, sọc xuống. Liệt vị mẹ nào đâu. Ôi anh liệt vị mấy mét. Hai người đấy nhá. Không phải một. Hết rồi, 21. Thằng này 50 à? 50. Tiến rồi, tiến đi. Hai ông Việt vị vẫn cố sọc cái quả đấy được.